bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Lemela Story và mình là Mi đây. Mấy ngày đầu năm mới của mọi người thế nào rồi? Có ổn không? Có gì hay ho không? Chia sẻ cùng nhau nhé. Nhìn lại một năm 2022 vừa rồi của mình đã học được nhiều điều hơn, tham gia nhiều khóa học hơn, quen nhiều người tài giỏi hơn và đặc biệt là mình đã đạt được mục tiêu lớn, đó chính là hai đứa đã mua được chiếc xe riêng cho chúng mình. Đấy là những thứ mình đạt được. Còn mình cũng đã gặp phải cú sốc trong mấy tháng cuối năm khá là ấy. Sắp tới khi mà nó ổn lại thì mình kể cho mọi người sau nhé. Có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi mình rằng làm thế nào để có thể cân bằng lại cuộc sống khi mà chuyện yêu đương, học hành và công việc cứ ồ ạt đem tới những cái điều phiền phức. Mình cũng đã từng trải qua và phải công nhận là đối với chúng ta ở những cái thời điểm như vậy thì điều phiền phức ấy quả thực là nó khiến chúng ta mệt mỏi dễ sợ luôn. Điều mình hay làm nhất khi mà muốn cân bằng lại cuộc sống đó chính là ngồi một mình và nghe nhạc hay xem phim hay thậm chí là dọn dẹp lại nhà cửa. Nó khiến mình vào thời điểm đó không phải suy nghĩ quá nhiều về những bộn bề, về những lo toan tất bật. Có bạn nào cũng như vậy không? Bạn có thể từ tập thiền này, viết lách, vẽ, tập yoga hay đơn giản là ngồi im lặng vài phút và không làm gì mỗi ngày. Mình biết có những bạn trẻ tự cân bằng cảm xúc bằng cách tiêu tiền của bản thân. Các bạn ấy đi làm đẹp này, đi tận hưởng cuộc sống hay đi đây đi kia, khám phá thế giới xung quanh. Cái này thì bạn cần đảm bảo rằng mình có một khoản dư ra đủ dùng để sau khi tận hưởng xong thì vẫn có thể trang trải được cho cuộc sống của mình đó nhỉ. Tiêu tiền thì có nhiều cách lắm. Mình có thể đầu tư vào việc học cho mình nữa này, tham gia một khóa học hay đơn giản là đọc một quyển sách thôi. Trau dồi thêm kiến thức cũng là một loại tự chữa lành đó, bạn có biết không? Và thêm một điều nữa, đừng xem và đọc những thứ tiêu cực nha. Kinh nghiệm xương máu của tôi đó nha. Hãy theo dõi những thứ tích cực, hãy luôn mỉm cười với bản thân, đùa giỡn và vui chơi với bạn bè. Không có điều gì khiến cảm xúc của bạn tốt lên nhanh chóng bằng những tiếng cười giòn giã đâu. Tiếp đến thì đây chính là một cách để mình hạnh phúc này. Yêu bản thân, dành thời gian để làm đẹp cho mình. Giới thiệu với mọi người bộ sản phẩm cân bằng cảm xúc của mình. Mình đùa thôi nha. Đây là bộ sản phẩm dưỡng da của nhà Brazil Beauty and Health, một thương hiệu mỹ phẩm thuần chay và bảo vệ môi trường. Mình mua từ trước Tết rồi và hiện tại đang sử dụng. Quay thử làn da của mình dùng như này sau một tuần cho mọi người xem nhé. Thank you.
ngoài việc tự mình làm những điều mình thích thì có những người năng động hơn, họ sẽ dành thời gian riêng cho gia đình và bạn bè. Những lúc này hãy thực sự kết nối và dành thời gian cho những người bạn quan tâm. Lên kế hoạch dành thời gian cho những người quan trọng như là uống cà phê với bạn bè, chơi game với con cái. Quan tâm đến những người bên cạnh cũng là cách để chúng ta tự chữa lành cho bản thân mình đó. Và video này của mình cũng khá dài rồi. Ở video sau chúng mình cùng chia sẻ về sự thấu hiểu và khao khát được thấu hiểu của Gen Z chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những nội dung tiếp theo nha. Bye bye.